Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 ở huyện Kim Động hoàn thành trước thời hạn. Hợp tác xã nông nghiệp Ngũ Phúc chăm sóc cam theo quy trình Việt Gáp. Nhiều lao động vẫn cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Cô giáo Trần Thị Kim Thanh giúp đỡ học sinh khó khăn và đổi mới phương pháp dạy học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Văn Lâm vừa tiếp nhận chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, trước đây trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, về trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Lâm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Văn Lâm. Tại hội nghị, huyện ủy Văn Lâm công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Được biết, từ khi có chi bộ đảng đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên giao phó, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các tổ chức công đoàn và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, công ty cũng là một trong những đơn vị đứng đầu của huyện Văn Lâm ủng hộ vật chất trong phong trào xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt và về đích trước thời hạn. Nguyên nhân để đạt được kết quả này là do các giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết sâu sát gắn với từng cơ sở nên phát huy được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cũng như nhiều hộ gia đình khác trong huyện, thực hiện phong trào chuyển đổi cây trồng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, từ mấy năm nay, ông Tươi đã chuyển toàn bộ diện tích đất trồng lúa của gia đình và thuê thêm ruộng của các hộ khác với diện tích gần 10 mẫu để trồng chuối. Cuộc sống của gia đình ông đổi thay rõ rệt nhờ thu nhập được nâng cao. Chuyển đổi một số những các cái ruộng trũng sang những cây trồng khác, ví dụ như cây cam, cây bưởi, cây quýt hoặc cây chuối, thì là nó có hiệu quả hơn trồng cây lúa. Đến nay, cái được lớn nhất của huyện Kim Động trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ này là 5 đề án mà huyện đề ra về phát triển kinh tế xã hội đều đạt nhiều thành tựu nổi bật. Ngoài quy hoạch, hình thành các vùng cây ăn quả tập trung như chuối ở xã Ngọc Thanh, cam bưởi ở xã Đồng Thanh. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nghị quyết đại hội đề ra đến hết năm 2020, 70% số xã trong huyện đạt nông thôn mới, thì đến giữa năm 2019, 100% số xã trong huyện được công nhận đạt chuẩn về đích trước hơn một năm. Nhiều chỉ tiêu đã đạt vượt cái chỉ tiêu đã đặt ra trong cái nhiệm đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Đời sống nhân dân thì được nâng lên rất rõ rệt. Chương trình xây dựng thôn mới thì chúng tôi là một xã cũng về đích rất là sớm, là đợt đầu của cái chương trình xây dựng mới của tỉnh Hưng Yên. Và sau khi chúng tôi đón nhận cái danh hiệu xã đạt nông thôn mới của tỉnh thì được đảng bộ và nhân dân đồng tình rất là cao. Nhờ nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ xã thực hiện về đích trước thời hạn là tiền đề để các đảng bộ cơ sở nhìn nhận thẳng vào những mặt còn hạn chế của chi đảng bộ mình, cũng như những chỉ tiêu chưa đạt để xây dựng mục tiêu nghị quyết cho nhiệm kỳ tới sát với thực tế. Cái việc tích tụ ruộng đất là việc cần thiết để chúng ta như vậy là có cái giải pháp là không bỏ ruộng. Cái mục tiêu tới này, nhiệm kỳ tới này là chúng tôi có thể là phải bàn cái này và có thể là cái phương hướng mới là để chúng ta chỉ đạo lãnh đạo riêng cái sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện nghị quyết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Kim Động đã ban hành một đề án về công tác cán bộ và 5 đề án về phát triển kinh tế xã hội. Các đề án này xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cụ thể để các chi đảng bộ trong huyện quyết tâm thực hiện. Đến nay, 14 trên 16 chỉ tiêu của các đề án này đã đạt và về đích trước kế hoạch hơn một năm. Quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp có một số cái bài học và kinh nghiệm rút ra, đó là các cấp ủy chính quyền phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cái tầng lớp nhân dân để thực hiện nghị quyết, và trong quá trình xây dựng các cái kế hoạch để thực hiện nghị quyết thì bám sát vào thực tiễn, xác định nhiệm vụ nào là trọng tâm cần phải tập trung và nhiệm vụ nào cần phải triển khai thường xuyên.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, hoàn thành theo kế hoạch, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành có liên quan đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ của dự án. Giai đoạn 1 của dự án được thi công từ tháng 10 năm 2018, hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên đến nay tiến độ thi công mới hoàn thành được trên 50% khối lượng, giải ngân vốn được 165 trên 437 tỷ đồng. Nguyên nhân tiến độ thực hiện chậm bởi nguồn vật liệu chính như đất đá, nhà thầu thi công không đủ đáp ứng được yêu cầu về thi công, thời tiết không thuận lợi, một số hạng mục điều chỉnh thiết kế chưa được phê duyệt, hồ sơ thẩm định nghiệm thu không bảo đảm, công tác phối hợp giữa các bên liên quan đến dự án có thời điểm chưa tốt. Đại diện các sở ngành đề nghị từ nay đến cuối năm, các đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để dự án hoàn thành theo kế hoạch. Đơn vị thi công khắc phục khó khăn, huy động tối đa vật tư phương tiện nhân lực để nhanh tiến độ thi công, tăng cường thi công 3K. Huy động thiết bị xe máy, đặc biệt là máy giải cấp phối, giải bê tông nhựa để đảm bảo thi công đồng thời nhiều mũi trong cùng một thời điểm. Đơn vị chủ đầu tư tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính để việc hoàn thành thi công đến đâu, giải ngân vốn đến đó, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch phê duyệt dự án. Thành lập từ năm 2018 đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử luôn hướng dẫn các xã viên thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăm sóc theo đúng quy chuẩn Việt Gáp, góp phần nâng cao thương hiệu cam Hương Yên. Hợp tác xã có 48 hộ với tổng diện tích hơn 18 hectare cam. Còn khoảng nửa tháng nữa, các diện tích cam ở đây sẽ chính thức cho thu hoạch. Thời điểm này, các xã viên chỉ bón phân ở những diện tích cam trà muộn, đảm bảo cách ly ít nhất 15 ngày trước khi thu hoạch. Tưới nước, cắt tỉa lộc non để cây tập trung đuôi quả và thực hiện các biện pháp để bẫy ruồi vàng hại quả. Theo đánh giá của người dân, năng suất và giá cam Hương Yên năm nay ổn định so với năm trước, dự kiến đem lại nguồn thu đáng kể cho người trồng cam. Năm 2018, tổng sản lượng cam của hợp tác xã đạt hơn 800 tấn, giá bán bình quân 20.000 đồng một kg. Hiện giá bán trà sớm được hơn 20.000 đồng một kg, các giá viên trong hợp tác xã thống nhất chỉ thu hoạch cam khi đảm bảo chất lượng để giữ vững thương hiệu đem lại hiệu quả lâu dài. Thời điểm này, các hộ trồng cây cảnh trên địa bàn huyện Khoai Châu đang tích cực chăm sóc gò thế tạo dáng, làm đẹp cho cây để cho ra thị trường những cây cảnh có thế dáng độc lạ, muôn hình muôn vẻ. Từ cây quất truyền thống qua bàn tay nghệ nhân uốn để trồng trên những ông tượng có giá phổ biến từ 1 triệu đến 5 triệu đồng một chậu. Vườn quất bonsai của anh Nguyễn Văn Phương, thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh đang được tỉa cành tạo dáng thế để phục vụ thị trường. Anh cho biết, Tết năm 2018, gia đình bán được 700 chum quất cảnh, thu khoảng 500 triệu đồng. Năm nay do nhu cầu thị trường đạt nhiều nên anh Phương đã tăng lên 3.000 chum các loại. Với những cây quất trồng theo phương pháp bình thường có giá khoảng từ 70 đến 150.000 đồng, nhưng một cây quất này được trồng trong chum tạo dáng thế cây nhỏ được từ 300 đến 700.000 đồng. Còn những cây thế đẹp giá thậm chí đến 1.500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Mấy năm nay người dân thôn Thiết Trụ giàu lên vì sự sáng tạo để phục vụ nhu cầu thị trường. Chỉ tính riêng thôn Thiết Trụ có khoảng 30 hộ chuyên trồng quất trong các lọ lộc bình, trong chum và các ông tượng có thế dáng độc lạ phục vụ Tết. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, những năm qua, phong trào nuôi lợn tiết kiệm giúp đỡ bạn nghèo được học sinh trên địa bàn huyện Ân Thi hưởng ứng nhiệt tình, giúp cho các em nâng cao ý thức tiết kiệm, tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng. Phong trào nuôi lợn tiết kiệm được phát động ở trường trung học cơ sở Bãi Sậy đến nay đã bước sang năm thứ 5, thu hút 100% học sinh nhà trường tham gia tích cực. Với số tiền tiết kiệm từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi ngày, các em học sinh sẽ cùng nhau nuôi heo để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền thu được khoảng 8 triệu đồng, giúp đỡ 20 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm. Tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với các em học sinh nghèo trong nhà trường. Không chỉ ở trường trung học cơ sở Bãi Sậy, đến nay phong trào nuôi lợn tiết kiệm giúp đỡ bạn nghèo đã lan rộng ra nhiều trường học trên địa bàn huyện Ân Thi, như trường tiểu học Bắc Sơn, trung học cơ sở Đặng Lễ hay trường tiểu học Bãi Sậy. Từ những việc làm nhỏ đã giúp các em học sinh nâng cao ý thức tiết kiệm, bồi đắp tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần giáo dục toàn diện cả về phẩm chất và đạo đức cho các em học sinh.
cô giáo Trần Thị Kim Thanh, dạy bộ môn mỹ thuật trường tiểu học Lương Tài, huyện Văn Lâm, không chỉ có nhiều việc làm giúp đỡ học sinh khó khăn, mà còn là điển hình trong phong trào đổi mới, phương pháp dạy và học. Đối với em Vũ Thị Hà, lớp 4A, góc học tập với chiếc bàn học mới, được trang bị đầy đủ đèn học, giá sách là một thiên đường nhỏ. Đây là những món quà được cô Trần Thị Kim Thanh vận động các nhà hảo tâm trao tặng. Cô Thanh là một cô giáo dạy rất giỏi và cô có tấm lòng rất nhân hậu và cô đã giúp gia đình con rất nhiều. Mỗi năm có hơn 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lương Tài nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cô Thanh. Không chỉ ủng hộ tiền của, cô Thanh không quản ngại vất vả, tích cực xin tài trợ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền quyên góp được lên tới gần 100 triệu đồng, tặng hơn 20 xe đạp và nhiều phần quà có giá trị từ 500.000 đến 2 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán và năm học mới. Không chỉ vậy, cô Thanh còn tham gia hiến máu nhân đạo trong nhiều năm liền. Tôi luôn nghĩ là một người có tấm lòng nhân ái thì luôn luôn sẽ làm được mọi việc. Chính vì vậy mà tôi bỏ qua mọi suy nghĩ và mọi điều tiếng người ta nghi ngờ, quyết tâm để đi xin các nguồn từ các cơ quan cũng như là các cá nhân. 20 năm gắn bó với trường tiểu học Lương Tài, với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ, cô Thanh luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, các kỹ thuật dạy học mới, tự làm thêm đồ dùng học tập để mỗi giờ học thật sự hấp dẫn và bổ ích, khiến học sinh hứng thú, yêu thích, không có tâm lý học môn phụ. Cô giáo Trần Thị Kim Thanh là một giáo viên có trình độ chuyên môn sư phạm tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Cứ nhắc đến cô Thanh là các phụ huynh cũng rất là yêu quý và tin yêu. Đặc biệt đến giờ mỹ thuật của cô Thanh thì các em rất là thích thú. Sự nỗ lực cố gắng của cô Thanh không chỉ được đánh giá cao mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, đến nay tỉnh Hưng Yên có gần 4.000 lượt người đi lao động theo chương trình EPS. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình đang gặp khó khăn do người lao động hết hạn hợp đồng lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu lao động trong tỉnh, mà còn có nguy cơ đem lại nhiều rủi ro cho chính người lao động. Những năm gần đây, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động giàu lên nhanh chóng bởi xã hiện có hàng trăm người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Riêng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc là trên 70 người, trong đó có trên 20 người đi xuất khẩu lao động theo chương trình EBS, còn lại là bằng nhiều con đường hợp pháp và phi pháp khác. Mặc dù có rất nhiều người đã hết hạn hợp đồng lao động, nhưng vẫn không về nước mà trốn lại ở Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp. Địa phương thì khoảng độ trên 20 trường hợp đang lao động tại Hàn Quốc. Trốn ra ngoài thì độ khoảng 7 trường hợp. Thì trong đó thì đã về 2 trường hợp, còn 5 trường hợp nữa. Thì ở địa phương cũng tuyên truyền các hộ gia đình có con em mà bỏ trốn ấy, khi hết cái thời hạn lao động ấy, thì cũng động viên về nước. Tuy nhiên là cái tình hình thế là nó không đạt. Anh Đào Ngọc Bính, thôn Đào Xá, có hơn 9 năm đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc thì có tới hơn 5 năm cư trú bất hợp pháp. Mặc dù vất vả gặp nhiều khó khăn, bất chắc tại xứ người, nhưng anh vẫn liều ở lại làm thuê để có một khoản tiền lo cho gia đình rồi mới về nước. Cái vốn của mình lúc đi cao rồi, thì khi mà 3 năm ấy thì mình về không được bao nhiêu cả. Cho nên hầu hết là hết hợp đồng, không chịu về. Mình ra bất hợp pháp rồi thì chủ này nó tốt cho trả, không tốt thì nó bùng, thì mình cũng phải chấp nhận, biết kêu ai mà đòi. Phải làm những việc lặng, không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm con người là không có, giống chui nủi, vất vả lắm. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh đang có gần 450 người đã hết hạn hợp đồng lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trong đó, ba huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên đã bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc theo chương trình EBS là Khoái Châu, Kim Động và Ân Thi. Ngành lao động cũng đã cảnh báo những cái nguy cơ mà khi lao động bỏ trốn. Thứ nhất là nó làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh của cái người lao động trong tỉnh nói chung và Việt Nam nói riêng. Nguy cơ tai nạn lao động, thế rồi nguy cơ về mất về an toàn trong quá trình cư trú bất hợp pháp là rất rất lớn, rất cao. Chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp tăng cường cái tuyên truyền cũng như là thanh tra kiểm tra, vận động gia đình để làm sao cho lao động cố gắng thực hiện đúng theo cái cam kết hợp đồng đã được ký và trở về nước đúng hạn.
Hiện lao động Hưng Yên cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm từ trên 30% năm 2017 xuống còn 20%. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình EBS vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó khăn nếu tình trạng này không tiếp tục giảm theo cam kết ở một số địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp của các ngành địa phương, thì người lao động và mỗi gia đình có con em đi lao động tại Hàn Quốc cần nhận thức rõ hơn về những quy định của pháp luật, tự giác tuyên truyền vận động người lao động sắp hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, người lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước. Có như vậy, chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc mới thực sự bền vững và mang lại lợi ích cho mỗi người dân. Câu chuyện về cái chết của 39 nạn nhân trong container đông lạnh xảy ra tại Anh mới đây cũng là hồi chuông cảnh báo những người đang rời bỏ quê hương đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài bằng con đường phi pháp bất chấp mọi rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, từ tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng phát hiện tại cống thoát nước của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát chuyên sản xuất bao bì trên địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đang xả nước thải có màu đen ra sông Cầu Lường. Thời điểm xảy ra xả thải vào trưa ngày 1 tháng 11, khi đó trời đang có mưa to, tại đầu cống thoát nước phía ngoài của công ty có màu đen, kèm theo mùi khó chịu. Khi phát hiện sự việc, nhân dân quanh khu vực đã ghi lại bằng điện thoại, đồng thời báo cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Ngay trong ngày, các lực lượng chức năng, bao gồm Thanh tra và Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh, lập biên bản, lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm và tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng liên quan, chúng tôi sẽ phản ánh trong những chương trình thời sự sau, khi có kết quả chính thức từ cơ quan chức năng về phân tích mẫu nước thải của công ty xả ra tại thời điểm đó. Thưa quý vị và các bạn, hiện tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trong cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, nên Hưng Yên không thể chủ quan với công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về vấn đề này. Thưa ông có thể cho biết là tình hình sốt xuất huyết hiện nay trên tỉnh ta nói riêng và toàn quốc nói chung như thế nào ạ? Và ông có những cái lời khuyên nào để phòng tránh dịch bệnh này ạ? Tình hình sốt huyết diễn biến ngày càng phức tạp. Trước kia thì cứ 5 năm, 7 năm mới có một lần dịch sốt huyết, nhưng bây giờ gần như sốt huyết thành dịch rất là dày và gần như quanh năm. Theo thống kê thời điểm hiện tại thì toàn quốc nó khoảng 200.000 ca và 38 ca tử vong. Tại tỉnh Hưng Yên thì trong 8 tháng đầu năm mới có ghi nhận được toàn tỉnh 30 ca và trong tháng 9, tháng 10 tăng đột biến lên 121 ca thì tổng toàn tỉnh đã ra 151 ca. Nhưng mà tất cả các ca là được ở tỉnh Hưng Yên được ăn điều trị an toàn và bệnh nhân khỏe ra viện không có tai biến gì. Thì đứng trước nguy cơ biến đổi khí hậu, về môi trường, về miễn dịch, về tăng dân số, về đô thị hóa thì đây là một nguy cơ cảnh báo rất là nguy hiểm. Sốt huyết nó sẽ xuất hiện dày quanh năm và dịch nó không theo quy luật cũ có thể bùng phát hàng năm. Đứng trước cái dịch sốt huyết ngày càng diễn phức tạp và số ca tăng lên ghi nhận cũng như số tử vong tăng lên nhiều như vậy thì thứ nhất cảnh báo người dân là một là không được chủ quan nơ nào với sốt huyết. Thứ hai là chú trọng việc phòng chống bệnh sốt huyết, đặc biệt khi bệnh nhân hay người nhà đi làm ăn ở vùng dịch như ở chỗ như Hưng Yên ta gần Hà Nội thì những trường hợp đấy khi sốt chúng ta phải về nhà phải điều trị tại cơ sở y tế và nằm màn cả ngày và đêm để tránh cái lây từ sang người lành người xung quanh nhà, và đặc biệt là ý thức là vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy lăng quăng tại hộ gia đình và mỗi hộ gia đình là một lâu đài phòng chống dịch và nhân cộng đồng, điều đó mới phòng chống sốt huyết. Và nhấn mạnh lần nữa là đặc biệt là người dân phải vệ sinh môi trường, diệt băng quăng bọ gậy, thu gom phế thải và ý thức nằm ngủ màn, đấy là cái yếu tố tiên quyết trong cái vấn đề phòng chống sốt huyết. Vậy thưa ông, người dân nếu mà bị nghi ngờ bị sốt xuất huyết ấy, mà tự điều trị tại nhà thì mức độ nguy hiểm như thế nào ạ? Cái tự sốt huyết điều trị đều là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bản thân sốt huyết nó là virus không thuốc điều trị đặc hiệu, hiện tại chưa vaccine. Thì cái vấn đề điều trị theo dõi bệnh viện có cơ sở có đầy đủ trang thiết bị y tế của chuyên môn, điều đó mới tránh thứ nhất mới khỏi được bệnh, mới ổn định và mới tránh được tai biến. Còn những người mà nếu mà sốt trong một thời gian mà tự điều trị ở nhà, điều đấy rất là nguy hiểm, dẫn đến tai biến và đặc biệt là có thể tử vong. Và theo tổng kết, những ca tử vong đều tự điều trị ở nhà và đến bệnh viện muộn, còn nếu bệnh viện sớm đúng thì đa số là bệnh nhân khỏi toàn bộ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.